Anh Lê Anh ơi. Ơi. Anh Lê Anh có biết bao gì không trên TikTok ấy? Tiểu bán thầu à? Tính bao á? À? Bao. Bao gì em? Bỏ cửa sắt giống như cái túi trong khoảng bao nhiêu? Cửa sắt bao nhiêu con thật? Cửa sắt mà nó nát lắm rồi. Cửa nào? Cửa sắt này này. Bỏ cả cửa kính cả cửa sắt đi lắp cửa đấy. Đây à? Kìa, gì nhỉ? Phương nhỉ? Cửa gì? Cửa cuốn à? Không phải cửa cuốn, cửa kính. Cửa kính. Cửa kính là cậu. Không đi xa. Anh Dung đâu? Nhà cậu em ở dưới hai ăn cái kia. Anh Dung đâu? Dung ơi! Xong đến á? Anh ấy cứ tưởng Lệ lấy chồng. Lệ to hơn cả Phương này. 21 tuổi à? 11 tuổi. 1 tuổi. Sai rồi. Dầu thầu ngồi khoanh chân các thứ. Thầu ơi, ngồi khoanh chân vào như nào? Thầu. Cậu ngồi sang bên này. Đấy. Để lấy thầu rồi. Sang bên này. Khoanh chân. Thư ơi, khoanh chân như nào Thư? Từ đây là các bạn nhạc cái đấy, ấy nhá. Này con này. Đây. Từ từ đã nhá, để tăng toàn cái là bài nhạc rồi. Từ từ đã, chưa bắt tiền. Rồi. Bắt quạt rồi đấy. Bắt quạt rồi. Bắt quạt rồi. Thu gì? Bắt quạt. Ngồi đâu? Đấy, ngồi đây đấy. Ngồi đây anh này. Ủa? 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 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thổi đây đây. Thổi đây, thổi đây. Ui giời. Thư thổi cho cậu em nào. Thổi lắm, thổi lắm. Ui giời. Thổi đi, thổi đi, thổi đi. Thổi 10 lần luôn. Rồi, tiếp công thầu. Happy birthday to you.